Hello em, chào em mới trở lại kênh của mình nha. Thì chúng ta chuẩn bị kết thúc cái tuần event mới rồi anh em ơi. Đó, thì sắp đến đây chúng ta sẽ có những cái tính năng mới nữa anh em. Trời ơi, ngày hôm qua mình có coi livestream cũng như là xem được một vài cái tính năng mới. Thì ngày hôm nay mình sẽ thông báo cho anh em biết luôn là tính năng nó có những cái gì ha. Có một cái đua top nhỏ nhỏ đợt này. Đó là cái ở trong cái vòng quay mà cái chiêu mộ thường này nè anh em. Đó. Thì đợt này nó sẽ được tận dụng anh em ơi. 2-300 là sẽ được thêm cái cuộn đặc biệt đó, khá là ok. Ông nào bây giờ mà đang có cái cuộn chiêu mộ thường này nè thì khá là ngon ha. Nhưng mà cái cuộn chiêu mộ thường này tìm không có nha anh em, tìm không có. Hồi đầu chơi game tới giờ là mình quay bên này là hầu như là không quay luôn, mà tích mới có được 500 mấy thôi. Đó, mà bây giờ bắt rồi là lấy cái cuộn đó để mà đổi quà anh em. Nói chung là lấy cái cuộn đó anh em chiêu được nhiều quá thì chúng ta sẽ có thêm quà nè. Đấy. À, ngày mai có event, ngày mai ngày mốt có event thì mình sẽ review tiếp cho anh em xem ha. Rồi tiếp theo nữa ha anh em, tiếp theo nữa trên live đi, nói luôn đi. Ở trên live ngày hôm qua là live mừng sinh nhật của Naruto đấy. Thì xin mượn mấy ông AD ở trên này một cái phân đoạn xem live. Thì cái tính năng mà mình muốn review cho anh em xem đó là cái tính năng là ký họa anh em. Cái này gọi chung đó là cái bộ sưu tập hình Naruto của này giống anh em, nhiều anh em nói là giống Hao Hao ở bên cái hải tặc đại chiến á. Rồi ok anh em, đây chúng ta khi mà chúng ta đây để đọc đọc cái này đi nha anh em. Yêu cầu tham gia là nhân vật đạt đủ level 80 nè, nội dung là tính năng nè anh em. Tổng cộng sẽ gồm có 10 ký họa nhân vật chính và mỗi ký họa chính sẽ có nhiều ký họa phụ. Đó, 10 nhân vật nha anh em. Mỗi nhân vật là nó sẽ có tới mấy tầng ký họa phụ ấy. Người chơi phải hoàn thành ký họa chính của nhân vật mới có thể mở khóa ký họa phụ của nhân vật đó. Mở ký họa chính, ký họa là anh em đừng có nghĩ ký họa là cái gì sâu xa, ký họa là hình á, ký họa là hình đó anh em. Để mở ký họa nhân vật chính cần đạt đủ level của ký họa đó và mở mở khóa ký họa của nhân vật trước đó. Ôi, nhức cả đầu nha. Mỗi ký họa sẽ mang lại rất là nhiều chỉ số hấp dẫn như là công, máu, tóc. Mấy cái chỉ số này nó sẽ cộng tất cả các tướng của chúng ta luôn nha anh em. Này giống y chang như là cái bộ sưu tập hình gì đó. Anh em càng có nhiều hình xịn thì chúng ta sẽ có càng có nhiều công, máu, tốc độ. Thì cái cách để mà chúng ta vào chúng ta sưu tập mấy cái ký họa này á thì không có, nó không có đánh anh em ơi, nó không có đánh, mà chúng ta sẽ có cái điểm để mà chúng ta quay. Tại mỗi ký họa nhân vật cần sử dụng vật phẩm đó là thẻ huyền bí để sáng tác các mảnh ghép bức tranh ha. Mỗi bức tranh sẽ có từ 4 đến 9 ôi. Mỗi bức tranh sẽ có từ 4 đến 9 mảnh để cần ghép được thắp sáng. Cái này được mở ghép hình nha, không phải là anh em là mở một cái nữa ra nguyên tấm hình đâu, mà mỗi tấm hình đó nó sẽ có từ 4 cho tới 9 mảnh ghép. Chúng ta quay bằng cái điểm của bộ sưu tập đó nha anh em, bằng cái điểm thẻ huyền bí nè. Thì mở dần dần thì nó mới hoàn thành một cái bức tranh. Mỗi lần sử dụng thẻ huyền bí ngẫu nhiên sẽ thắp sáng một trong số cái lỗ hổng như này nè, một trong số cái đây. Ví dụ như cái tấm này đang xám xịt đúng không, anh em bấm vào quay anh em thì nó sẽ hiện ra một ô, một trong 9 ô hoặc là một trong 4 ô đó anh em. Chưa mở khóa nè. Cái bức khí họa này nó sẽ cộng tàn đổi là 84% máu nha anh em, khá là căng. Xem sơ bộ về cái này ha, này là mới 2/1 thôi nha anh em. Anh em muốn đây cái điểm này nè anh em, bấm vào bộ sưu tập là nó sẽ quay. Nó sẽ ngẫu nhiên ra được cái mảnh của cái bức khí họa đó. Nói chung là phải cần có cái điểm này. Mà cái điểm này đâu ra anh em, mình sợ là sẽ nạp đó. Mình sợ là sẽ nạp đó anh em, chứ mà cày thì chắc mình nghĩ là hơi căng xíu à nha. Mình nghĩ là chắc sẽ phải nạp rồi. Đây. Thắp sáng một trong các mảnh ghép của ký họa đó, nếu mà thắp sáng trùng mảnh ghép sẽ thắp sáng sẽ trả lại 30% số thẻ huyền bí. Ví dụ như là anh em mở cái một ô ở cái ký họa là sẽ có 4 ô đúng không? Nó sẽ chia làm 4 cái mảnh ghép. Anh em quay được 3 mảnh rồi. Thì cái mảnh cuối cùng anh em quay hoài nó cứ trùng với lại cái ô mà đã được thắp sáng á. Thì ví dụ như là quay 100 điểm thẻ huyền bí thì nó sẽ bị trùng á, thì nó sẽ không có trả lại 100 điểm thẻ huyền bí đâu.
mà nó sẽ trả chỉ có là 30% của cái thẻ huyền bí đó thôi, tức là cỡ chừng 30 điểm thẻ huyền bí thôi nha anh em. Nó sẽ bị lỗ, nó vẫn trả lại khi mà bị trùng nhưng mà nó sẽ bị lỗ nha anh em. Đạt mốc theo tiến trình ký họa đó sẽ nhận được thẻ huyền bí. À, quá căng. Cái kèo này, thẻ huyền bí này căng lắm nha anh em, căng lắm. À, mình nghĩ là nếu mà cày á thì cái điểm này á nếu mà cày thì cái điểm này nó rất là lâu lên. Mình nghĩ là chắc sẽ có cái khúc cày để cho anh em cày. Còn mà nạp tiền thì nó lại nhanh hơn anh em, nạp tiền nó sẽ nhanh hơn. Càng mở càng cao á thì ôi, đây rất là nhiều cái tấm hình luôn nha anh em. Bộ sưu tập này nhiều lắm. Nó sẽ liên quan đến nhau. Sẽ có những cái khớp nối với nhau nè anh em. Đó, một cái đây là tấm thẻ chính với lại mấy cái tấm thẻ phụ của cái nhân vật đó nữa, rất là nhiều. Rồi ok, sẽ cho anh em xem cái xem cái bức ký họa đi. Xem những cái bức ký họa của một nhân vật đây. Khi mà vào trong bấm vô bộ sưu tập đó rất là nhiều hình luôn ha. Có cả là con na na gì ta? Có cả na tiên nhân đồ các thứ nữa. Rồi na lục đạo ha, na lục đạo anh em thấy. Trời ơi đó thấy chưa? Ồ mấy tấm hình này hình nào cũng đẹp hết anh em ơi. Đây, đó na lục đạo kìa anh em. Hay chà, cái ạc này là cái ạc test của bạn admin. Họ mở được nhiêu đó thôi đó anh em. Đây, rút là đó, anh em bấm vô rút ha. Rút là nó sẽ đây, còn cái ô cuối, cái tay bên phải của đệ ngũ kìa anh em. Nó xám xịt nè, rút hoài không ra. Anh em có điểm anh em cứ rút hoài á, đó. Mỗi lần rút chúng ta tốn 450 điểm rút ha. Nếu mà rút hụt rồi nó chỉ trả có 335 điểm thôi, tầm 30% của cái điểm rút của anh em thôi. Rất là căng luôn. À, ở dưới đây là mình thấy là mấy cái móc chúng ta rút á thì nó sẽ trả thêm những cái thẻ anh em cũng khá là đỡ ha. Nhưng mà cái thẻ này, cái thẻ rút này bây giờ ở đâu ra anh em, quan trọng là như vậy. Còn cái ạc này ạc của bạn admin rồi nên cái thẻ rút là không cần phải nghĩ tới. Công, máu, tóc, ba cái chỉ số cơ bản của những cái bộ sưu tập này. À, rồi ok, review sơ bộ cho anh em coi cái đai này là được rồi ha. Đó thì nó sẽ có những cái mới và cũng như là sẽ có đu top mới. À quên, có bảo vật mới anh em ơi. Trời ơi, đây cập nhật bảo vật VIP mới. Trời ơi, coi cái này nó mới đã nè anh em, bảo vật đẹp lắm. Rồi cụ thể đầu tiên đó là cái áo Akatsuki. Thì cái áo này nó sẽ ở hệ là âm dương và cũng như là dành cho tướng sát thủ anh em. Để coi cái áo này chúng ta có thể chọn nha anh em, có thể chọn hệ với lại chọn ngành ấy. Đó là tăng 40% máu, giảm thương. Đây là những chỉ số cơ bản ha. 40% máu, 30% giảm thương, 125% tốc độ. Kích hoạt với hệ âm dương là kháng đóng băng nha anh em. Kích hoạt với vai trò sát thủ đó là 35% chí mạng. À, cái này giống như cái hiện nhân Fukasaku nhưng mà nó theo cái hướng thủ hơn anh em nhờ. Nhưng mà nó không có miễn chống ha anh em. Bây giờ thời đại miễn chống rồi. Đây, áo Akatsuki hệ lôi thuộc ngành là chỉ huy anh em, nghề chỉ huy. Máu tóc, mấy cái này chỉ số, ba cái chỉ số cơ bản ở trên này là riêng của cái bảo vật đó ha. Kích hoạt với hệ lôi kháng choáng. Ủa, à hệ âm dương thì kháng đóng băng, còn hệ lôi là kháng choáng. Kích hoạt với hệ chỉ huy 25% công. Cái này nó vừa có công vừa có thủ nhưng mà nó lai lai giữa cái hiền nhân Fukasaku á anh em. Giống giống như vậy. Đó coi coi. Đây bảo vật nè. Nè, nó giống giống như cái hiền nhân Fukasaku á anh em. Đây hiền nhân Shima rồi, Fukasaku đâu rồi đây. Nó hao hao giống vậy ha, sẽ có kháng hóa đá rồi công. Bên này thì nó hơi hướng công hơn, còn cái áo Akatsuki á thì nó hơi hướng thủ hơn ha anh em. Rồi tiếp theo nữa đó là cái Tam Nguyệt Lưỡi Hái. Đây là cái vũ khí của thằng Hidan đó anh em. Thì cái này là nó hao hao giống y chang như là cái hiền nhân Shima. Kích hoạt cái hệ âm dương là tăng 50 nộ nè. Nó sẽ tăng những cái chỉ số cơ bản, đó là tăng phần trăm công, 17% chí mạng với lại là 53% sát thương chí mạng. Ôi ghê thế. Cái này giống như bao tay hồng á anh em nhờ, mà có thêm nộ nữa. Ôi cái này cũng khá là ngon đấy, theo mình đánh giá cũng khá là ngon đó anh em. Nhưng mà dành cho những cái con tướng nào mà miễn chống nó cao thôi.
chứ bây giờ không có miễn chó mà cầm cái này vô cũng không đánh được ai anh em ơi. Hồi đó mà ra cái này thì lại ngon. Đây, Tam Nguyệt Lưỡi Hái dành cho hệ thủy anh em, hệ thủy cũng tăng 50 nộ luôn. Ủa, giống nhau ha anh em, giống nhau. Nhưng mà mấy cái ngành nó lại khác, đối với cái tầng hệ nó sẽ tăng 50 nộ cho hệ đó sau ha anh em. Rồi, tiếp theo nữa đến cái con mèo Maneki Neko tăng 35% máu, 25% công và 65% chặn, giảm sát thương. Ôi, cái con mèo này nó giống như là cái nó giống y chang như là cái đào anh em nha. Nó giống như đào, giảm thương nhưng mà cái đào thì nó là có là miễn chống, còn cái này nó không có miễn chống anh em ơi. Có giảm thương được các thứ thôi. Trời ơi. Được con mèo đó anh em ha, con mèo này không biết là có hệ khác hay không, để xem thử coi. Rồi, đây là đại kình đao của thằng gì quên rồi ta. Nhưng quên ngang tên đó anh em nhờ. Đây, đại kình đao của thằng Chozuro. Đúng rồi, Chozuro. Thì cái này nhìn rất là cháy luôn anh em ơi. Tăng 40% công, 120% tốc độ và 100 nộ ha anh em. Rồi, tăng cho hệ âm dương miễn chống, kích hoạt với cho vai trò tình báo là 60% sát thương chuẩn. Cái này dành cho thằng Itachi Susanoo chứ ai nữa anh em. Má ơi, Itachi Susanoo cầm kiếm của thất kiếm làn sương mù. Oh my god. Cái bảo vật này nhìn nó y xì như là cái Fukasaku. Không phải. Y xì như là con thỏ. Trời ơi, đây cho anh em xem luôn, phải con thỏ đó hay không ha. Thỏ đâu rồi ta? Ủa không có thỏ ta? Nó giống như là cái mấy cái lồng đèn, mấy cái bảo vật hồi đợt trung thu nó update đó anh em, có thỏ đồ các thứ á. Nó bá đạo như vậy đó anh em. Bây giờ thỏ là ngon rồi. Ôi nhưng mà bây giờ thỏ mình tìm không ra rồi nè. Hay chà, nói chung là cái kình đao này mà cho con Itachi cầm thì ối giời ơi nè, bá đạo lắm. Ok ha anh em, đó là một số cái update mới để ngày mai nè, ngày mốt nè, tầm ngày mốt nó sẽ update ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng giải trí với lại những cái trận là leo tháp đồ các thứ ha anh em, thần thụ đơn rồi đi. Thì ngày hôm qua mình cũng đã có leo một sơ bộ rồi, đã có vượt tới ải là 969. Hôm nay là đánh tiếp với lại ba con Itachi ở bên thần thụ đơn này ha anh em. Vẫn sẽ là ngày Itachi Susanoo, what the hell. Con Killer Bee nó đá cho một cái gãy luôn rồi. Căng quá anh em, hình như là tiếng hơi to đúng không, nó phải sẽ giảm tiếng lại. Ok, đẹp rồi đấy. Tuy anh ấy chết nhưng mà anh ấy vẫn để lại ảo thuật nha anh em, vẫn để lại ảo thuật. Rồi, hóa đá đẹp rồi, pha này mà có Itachi mà bóp thì thôi anh em nhờ. 9cc tới là 6 đứa bên địch luôn. Tống băng đồ, phá đá rồi, choáng câm lặng. Đó, những cái hiệu ứng cơ bản, chưa kể là hiệu ứng anh em thấy không? Có đốt của con si xui nữa anh em. Anh em đừng xem thường đốt si xui nha, nó rút một mát gọi là theo phần trăm máu đấy. Ba con Itachi đằng sau không làm được gì cả ha anh em, không làm được gì cả. Trời, quỷ Roshi hồi sinh chết tôi. Sạc sắp hẹo ha anh em, sạc mình sắp hẹo rồi. Hút máu lại. Đúng rồi. Con sạc nó đang chắn cây máu, hút máu rất là dễ luôn anh em. Bởi vì đam nó to á, hút máu kinh hồn lắm. Một phát là đầy, một phát là đầy thôi. Từ chắn cây là sang dạng như là hồi sinh vậy đó. Đang chắn cây mà đánh một phát là hào hồi đầy cây máu giống y chang hồi sinh anh em nhờ. Đó người ta, mấy cái game người ta gọi là hấp huyết ấy. Ghê thực sự, 700.000 đam. Tới boss rồi. Uầy, boss Killer Bee rồi. Từ nha, cái này là phải chuyển vị trí gấp luôn nha anh em. Bởi vì ba con Killer Bee này nó mà đánh được, nó đá hàng sau rất là đau. Ngon, ảo thuật được rồi, ngon lành. Trời ơi, em thấy chưa? Một con Killer Bee thôi, nó đá con Shisui của mình muốn bật thiên luôn kìa. Đã vậy mà còn ba con Gara để ngủ đằng sau nữa chứ. Ồ, đá may kìa, đau quá đau. May quá, block đạp một bóp. Ngon lành, pha này là giết boss luôn nha anh em. Nhưng mà hy vọng là sẽ không chết được cái con tướng nào bên mình.
Bởi vì nếu mà chết con tướng bên mình á thì team mình nó sẽ bị giảm sao đó anh em. Giảm sao thì nó sẽ giảm phần quà. Itachi đang chắn cây máu rồi, cố lên. Đúng rồi, nghịch tướng anh ơi. Trời ơi, Kirby đứng giữa nó chưa chết nữa kìa. Rồi, hút đầy cây máu luôn nè anh em. Một quả nổ rồi, xong hai anh em nó thả Susanoo ra đầy cây máu hết. Bây giờ mình mới để rồi, xong Shisui gãy. Bây giờ mình mới để ý là cái Susanoo anh em nó có khả năng hút máu, hấp huyết. Hai con gãy ha. Ôi, buồn thế nha. Trời ơi, bóp kìa. Này thì, rồi, rớt hết 2 sao rồi. Ồ, được có 32 cuộn cấp cấp mà. 250 mảnh đại ninja là 2000 Dio. Rồi, thơm thế nhờ. Đánh lại phát nữa đi ha anh em. Để mình chuyển lại hàng đầu, hàng sau gì đó. Mình chuyển lại đi. Bởi vì mình sợ nó đá đau. Nhưng mà thực sự ra con Kirby này ấy gãy nha anh em má ơi. Kirby là phải ảo thuật được 2 trên 3 con anh em may ra là mới đánh được. Đúng rồi, pha này đẹp nè. Sẽ để coi thử coi là có lia được hay không ha anh em. Nhưng mà Kirby nó đá đau lắm. Đó, nửa cây của sặc nha. Còn mà đánh trúng Itachi là bay màu. Cố lên. Hai con Kirby này nó đá nhau là ok đó nè. Rồi, mém chết, trắng cây máu. May quá. Kirby ở trên nó đang bị choáng rồi anh em ơi. Một bóp đầy cái máu lại luôn nè anh em. Một bóp đầy cái máu lại luôn nè. Ngon, hai con Kirby này nó đang đá nhau anh em, rất là vui. Tí hồi nữa tụi nó hẹo bây giờ. Ôi đá đóng băng nhau luôn kìa. Thôi xong. Uầy, đầu thế nha. Đúng rồi. Rồi Itachi một Itachi gãy rồi. Nếu như vậy thì cái khả năng massage của mình là không có rồi em ơi. Mất có 2001 Rio rồi nhưng mà vẫn giữ được cái đội hình này. Về sau á thì có thể lấy được thêm 250 cái mảnh ninja nữa nha anh em. Nhưng mà mấy con Gara nó trâu quá. Rồi. Ủa rồi. Mấy con Gara trâu quá. Đúng rồi. Cứ vậy mà chơi. Đúng rồi anh ơi. Con Itachi nó yếu máu quá nè. Nên là nó chết sớm. Khổ ghê á. Đây là cái ảo thuật của con Itachi nha anh em. Nên là ba con Gara đằng sau không làm gì được cả. Đó, được 250 mảnh đại ninja ha. Cũng ngon, cũng được. Ok, tuyệt vời nha. Rồi, để coi coi. Hôm nay có bên thử thách nữa nè anh em. Đi một vài ải thử thách đó anh em xem đi ha. Conan đi. Rồi. Ao cũng được anh em nhỉ. Rồi, ok. Trời ơi á. Nhìn thằng E5 không à. Ui, có con ao đứng sẵn ở trong này luôn mới ghê chứ nè anh em. Để coi coi mày. Gara, Shisui, Itachi. Đó. Đổi lại vị trí một chút. Giờ mà thay làm sao cho nó khỏi bị sốc đam á anh em. Như thế này đi ha. Đó, cho thêm con Conan vô nữa anh em ơi, để khỏi bị sốc đam. Bởi vì Conan nó búp 100% thủ cho team chúng ta á, đỡ bị sặc bên kia nó sốc đam ha, khá là ổn. Đói, đấy, may mà có Conan. Này thì sặc, ui. Má ơi, con E3 bóp cái sặc bên kia trắng cái máu luôn. Ghê thật sự. Cái đội hình ở bên mấy cái thần thụ á, mình nói gọi là anh em đừng có cười ha. Mấy cái đội hình ở bên đó là mấy cái đội hình dạng như là biến thái anh em. Đội hình bên thần thụ, đội hình biến thái á. Cái gì đâu mà ba con gai, ba con Chozuro, ba con Gara rồi các thứ. Trời ơi, một con nó chịu không nổi rồi. Nó cho một lần 3-4 con. Trời ơi, nó đập cho là queo mỏ luôn anh em. Khổ thực sự luôn á. Chọn thẻ hỗ trợ này. À, khắc hệ nè, này ngon nè anh em. Nhiều khi nó sẽ có cái đam hỗn lắm. Ví dụ như là lôi khắc thổ đồ tùm lum ấy anh em. Sẽ đánh vô những cái con tướng khắc hệ của cái hệ đó. Đánh khá là ok. Itachi E4 á. Căng thế nhờ. Không sợ. Chơi luôn ạ. Trời ơi, dính ngay sạc luôn ông ơi. Bên kia con Danzo đánh đau thế nhờ.
Ây chà, Itachi mình đang là còn có 2/3 cái máu thôi. Ủa sao bên kia tóc cao thực sự anh em coi tụi nó đánh kìa. Nãy giờ mình không được chơi game luôn á. Này thì tóc cao với chúng tôi đang còn một con Itachi bên kia anh em. Nó không có nổ được đâu, nó chỉ mới đánh thường được thôi. Chết tôi rồi, người tư ấn này cũng đau lắm á nha. Đóng băng hóa đá rồi lùm lùm kìa. Ây chà, đầu cũng rồi nơi hút máu lại. Rồi, sẽ không còn là cái sự nguy hiểm cho team mình nữa ha anh em. Danzo thì cũng đã bị đóng băng rồi. Ngon lành. Nó chết tôi. Ai thả nó ra kìa. Chặn nữa chứ. Rồi ok, bye bye bạn ha. Nhưng mà không chết Danzo nổi đâu. Danzo này nó có cái giảm sát thương chí mạng đồ nhận vào bọn em. Đó, ngon lành. Wow, team mình tan tạ luôn anh em, tan tạ luôn. Hệ thổ gây thêm sát thương ít máu hơn. Đây, hồi máu. Đầu máu gì? 6% máu hồi đầu trận anh em, ngon á, cái đó ngon đấy. Rồi. Yagura đi. Cái này hồi sinh thì mình chưa chết con nào nên lụm thêm cục máu nữa đi. Rồi, pha này là đập con boss này hơi mệt rồi nha anh em. Đấy, tầm cỡ chừng ngày mai thì sẽ có thông tin của event mới. Ngày mốt mới có update mới nha anh em. Ngày mốt mới có update mới. Có ký họa đồ các thứ, nói chung là tốn tiền nữa. Nhưng mà nó sẽ mang lại cho team chúng ta những cái gọi là chỉ số mới nè. Mà mình rất là ngại khi mà những cái đó thì phải nạp tiền đồ. Đúng rồi, ôi, bóp lại được có một xíu đa mà. Rồi, pha này chắc là BB Itachi quá à. Sặc ở bên kia bóp không trúng nó nữa kìa. May quá, câm lặng được nó rồi. Ôi, chết luôn, ôi. Tính ra con Gara của mình đánh cháy thế nhờ. Đừng có để con Itachi mình hẹo anh em ơi. Nhìn tội nghiệp em nó lắm. Ôi, một bóp. Một đá. Kêu lùi bên kia đá cho một cái nên em gãy luôn. Em nó còn yếu quá. Hy vọng tuần sau nó sẽ có là ở trong hệ âm dương anh em. Tướng tùy chọn hệ âm dương á. Với lại đổi tướng đổi các thứ á. Đổi vài con Itachi cho lên E5 coi. Giờ mấy ông đại gia lên E5 hết rồi. Mình còn lè tè với E3 anh em. Nhưng mà E3 đánh đã cháy rồi ha. Tấn công gây thêm 20% sát thương ở mỗi lượt, mọi kẻ địch chịu 30% sát thương có công cao nhất. Quay tăng 20% máu tối đa của ninja mới thôi cái này đi. Tối rảnh là leo tiếp anh em. Chắc nãy giờ mình quay chứ cũng khá là nhiều rồi nên là chắc mình sẽ dừng video tại đây. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không có lia được cái thử thách này đâu nè. Càng ngày nó càng khó mà, giống y chang như hôm bữa đấy. Hay cha, bữa nào rảnh thì mình sẽ quay chọn cái thử thách lại cho anh em xem ha. Còn đợt này thì chúng ta đang chuẩn bị đón chờ cái event mới. Hy vọng là Itachi sẽ dễ tìm hơn anh em, dễ tìm hơn. Cũng như là những cái sự kiện thì nó dễ chơi hơn, nhiều cái quà ri hơn dành cho anh em. Rồi ok ha anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay ha. Ngày hôm qua ông nào chưa có ăn cốt sinh nhật thì có thể ăn nha anh em. Vào cái clip của ngày hôm qua của mình review về cái live sinh nhật á. Thì để ăn cái cốt đó ha. Cốt đó ngon lắm anh em. Hôm qua ăn rồi. Ok anh em, đó là video ngày hôm nay. Thấy hay thì like, share, giỏi kênh nha. Cảm ơn rất nhiều nha.